đây 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 đây. Vàng ơi. Đang ở đâu rồi Trang? Ở đâu? Ốc của mình mà. Anh ơi, kia ở đây. Anh ơi, cho anh thấy nước chè đây. Chè đâu anh ạ? Đương kim vô địch Gera. 220 là Usut. 222 là FP. 222 FP. Con Đỗ Ảnh. 224 đến từ Thái Nguyên. Radito. Ba Anh Ngô đang đến từ Thái Nguyên. Chủ sở hữu là Lê Quyến. Ba Anh Ngô. Đây, cười lên phát nào. Rất đẹp. Chạy chỉ nào anh em được đi. Bây giờ nhà tài đạo người ta kê qua cứ nữa mà. Sâu ngược kìa. Út sút. Đứng trên đây rồi. 2018. Nghe ra. Anh em có thể nhìn thấy Super Bad Boy của anh Cải. Nào anh em ngồi xuống này, trọng tài có nhìn đánh giá nào. Em ra chỗ sân khấu em đặt lại cho anh mấy cái lãng hoa mới bảo những người ngồi dịch ra đi. Thả lỏng thôi, thả lỏng để nó tự nhiên. Anh ơi, để nó tự nhiên đi. Alo. Để nghĩ tất cả những anh ở chỗ sân khấu này, chúng ta ngồi gọn ra để ban tổ chức kê hoa để chuẩn bị trao cúp. Tôi xin đề nghị tất cả anh em mình đứng gọn hai bên chút. Con này mệt rồi. Whoa!
Tránh tránh cho. Đi sang bên kia đi con. Rồi. Nhắm dây vào đi. Cái đó. Nó ghét cái quán đằng sau, nó ghét quán Hàn Quốc. Tháo dây ra sợ hai quán phăng nhau. Tháo dây dắt không dây mà. Một vòng thôi. Đúng rồi, nó có thể phăng nhau đấy. Cho nên là cần phải đúng chủ nó dắt. Alo. Chúng tôi quý vị và các bạn và những người ủng hộ có tập thể dục. Bây giờ là chúng ta đã đến gần kết thúc cuộc thi rồi, của cuộc thi toàn quốc VNSV. I will say thank you for the hospitality. I want to serve here in my country and apply for all the great members here. Tôi đã lần thứ ba, lần này là lần thứ ba tôi đến đất nước của các bạn. Đất nước rất là, các bạn rất là đẹp và những chó rất là tốt. Và tôi cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi rất là hoành tráng, rất là đẹp. Trước đó thì tôi hy vọng là tôi sẽ gặp được, thấy được những nhiều con chó. Ông ấy muốn nói rằng là trước hết là vị chủ tịch của chúng ta thì cần phải biết rằng là cái thông báo nào mà để theo cái thể thức hay là cái vẻ đẹp theo chủ câu lạc bộ có tên cùng Đức tại Đức. Hôm
qua và hôm nay. Tối qua đi về say lượng lượng của chúng ta. Ở đây nói là hôm qua và hôm nay tôi đã thực hành là tập thi để làm trọng tài của quốc gia Việt Nam. Thì hôm nay rất là tôi có rất là nhiều kiến thức. Và ông nói là tôi cần phải nhiều thực tập nhiều hơn thì có thể tôi sẽ trở thành giám khảo tốt. À, ông sẽ nói những cái điểm quan trọng và những cái điều nào là quan trọng của con chó bạch đen. Trước hết là tôi thấy các bạn có rất là nhiều chó quá kích cỡ. Và tôi thấy các bạn có một vài con chó là có cái quỷ chân rất là yếu. Và tôi mong muốn là mọi người cần có sự tập luyện chú chó của mình và huấn luyện chó của mình tốt hơn để đi thi. Và về vấn đề nhân giống thì tôi khuyên các bạn rằng các bạn nên lưu ý những con chó mà có cái kích cỡ lớn hay là quá khổ thì nên chọn những con chó nhỏ hơn để phối giống. Ví dụ như con đực to thì mình nên chọn con cái nhỏ, và cái to thì mình nên chọn đực nhỏ. Và đối với những con chó có những cái gốc chân, tức là cái đoạn chân sau của nó dài quá, nó quá lố thì nó sẽ rất là đi rất là khập khiễng, giống như là con chó bị bệnh. Nhưng mà thực tế là cái gốc chân của nó là dài, cho nên là lưu ý. Mấy ông cầm bóng là phải tránh tránh ra, đừng để con chó nó nhìn thấy. Mẹ cầm bóng chạy ở ngoài sân, cứ để con chó nó nhìn. Oh, so.
Xích 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 để nhìn. Chụp ở góc này này, góc canxi chibi này. Chó mẹ đang chạy ở đằng kia, ông ấy đi super, tôi sợ ông quá. Ông super để con chó nó mẹ quay đầu lại, nó lại chạy ngược lại. Come on!
Hôm nay thì cứ yên tâm là còn khướt. Hey!